Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến cơm Bếp Quê. Hôm nay Bếp Quê nấu xôi dị nha cả nhà. Món xôi rất quen thuộc của người miền Tây. Giờ hôm nay mình nấu xôi sẽ có hai màu, màu tím lá cẩm và màu xanh lá dứa. Và mình cũng thêm để cho nó thơm ngon hơn á, mình thêm phần nhân đậu xanh nữa. Và để tiết kiệm thời gian thì phần nếp mình đã ngâm sẵn rồi. Nếp này phải ngâm từ 4 đến 6 giờ. Đây là phần màu lá cẩm nè cả nhà. Mình dùng 600g nếp cho một màu nha. Và để ngâm cho màu lá cẩm này các bạn dùng khoảng 50g lá cẩm, mình nấu với 1 lít nước. Sau đó mình lấy mình ngâm nè, mình cho vào đây mình ngâm thời gian ít nhất từ 4 đến 6 giờ. Và nếp thì các bạn nên vo rửa sạch trước, sau đó mình mới cho nước lá cẩm vào ngâm. Và khi ngâm xong mình không có xả lại. Cái phần màu lá dứa cũng vậy luôn, cũng là 600g nếp nè, các bạn dùng khoảng 50g lá dứa. Mình xay với lượng nước mình canh sao mà cho nó ngập qua nếp như vậy. Khi mà ngâm á, các bạn nên để ý là nước phải ngập qua nếp khoảng nửa lóng tay nha. Bởi khi ngâm á, thời gian nó còn nếp nó còn nở ra nữa. Và ở mỗi phần mình cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối cho thời gian ngâm nó không bị chua. Đậu xanh á, thì mình dùng 300g, các bạn cũng vo rửa sạch trước rồi sau đó mình cho nước vào ngâm. Mình có thể ngâm ít nhất 2 giờ hoặc là ngâm cùng thời gian với nếp cũng được. Nếu ngâm cùng thời gian với nếp thì các bạn cũng cho vào đây nửa muỗng cà phê muối nha, cho nó không có bị chua. Sau khi ngâm xong thì mình có thể xả lại. Nếp sau khi ngâm đủ thời gian nè, các bạn cho ra cái rổ. Mình chỉ cần bỏ phần nước thôi, mình không có xả lại nha các bạn. Cái màu tím ngâm lên rất là đẹp luôn á. Mình chỉ cần cho cái rổ cho nó ráo bớt nước thôi. Mình để khoảng 4-5 phút cho nó ráo bớt là được. Mình đem đi hấp xôi luôn. Màu xanh lá dứa cũng vậy luôn. Cho ra cái rổ nè, mình để cho nó ráo nước khoảng 4-5 phút. Trong thời gian này thì các bạn nên nấu sẵn nồi nước sôi, mình sẽ hấp sôi từ lúc nước đã sôi nha cả nhà. Mình lưu ý lại với các bạn thêm lần nữa là nếp sau khi cho qua rổ mình chỉ cần để 4-5 phút thôi nha, mình không để cho nó ráo kỹ. Với cách làm này nếu các bạn để ráo kỹ quá sôi nó rất là dễ bị khô. Riêng phần đậu xanh nè thì mình đem đi xả sạch lại, xả thêm 2-3 lần nước á rồi mình đem đi nấu. Nếp mình chỉ cần để cho nó rõ bớt nước thôi, khoảng 5-6 phút là được, mình cho vào đây mình đem đi hấp sôi luôn. Mình hấp chung hai màu là mình để mỗi bàn một bên. Mình có thể cho thêm vài miếng lá dứa vào trong đây để nó không có bị dính màu qua và nó thơm hơn nữa. Rồi màu xanh cũng vậy, mình cho bên đây. Rồi cho vào xong, cái do là cái sửng của mình cái lỗ nó to, mình lót miếng vải nè, mình đậy lại luôn để mình khỏi cần phải lấy cái khăn bọc cái nắp. Nồi nước thì các bạn nên nấu cho nó sôi sẵn nha, mình sẽ hấp từ lúc nước đã sôi. Nồi nước nó sôi rồi nè, mình cho vào hấp luôn, hấp với lửa hơi lớn xíu nha cả nhà, hấp lửa trên trung bình, thời gian hấp khoảng 40 phút. Trong thời gian chờ hấp sôi thì mình đi nấu đậu luôn. Cho nước vào. Đậu này mình xả lại rồi nè, giờ để ráo nước. Với 300g đậu thì mình cho vào khoảng 8 đến 900ml nước. Mình không cần phải canh chính xác, các bạn canh phần lượng nước nó ngập qua đậu như nấu cơm vậy đó, nó qua khoảng nửa lóng tay là được nè. Giờ mình nấu khi nào nó sôi lên á, mình giảm lửa nhỏ lại, đậy nắp và để nhớ đậy hở thôi để nó không có bị trào. Mình nấu khoảng 15 tới 20 phút, khi nào mà đậu nó chín mềm và nó cạn hết nước là được nha. Đậu sau khi mình nấu được gần 20 phút rồi cả nhà. Nó vừa cạn ráo phần nước vậy là được nha. Mình nấu ra kỹ quá nó rất là dễ bị khét ở dưới đáy á, thì mình tắt lửa luôn. Mình không cần phải xay gì cả. Các bạn có thể dùng cái phới á, mình dầm ra như vậy là tự nó nát, rồi một tí nữa mình xào là nó sẽ nát luôn. Do cái nồi này nó sẽ hơi khó xào nên mình chuyển qua cái chảo á để cho dễ xào hơn. Rồi, mình cho hết đậu qua chảo luôn. Rồi mình cho đây 100g đường.
100 ml nước cốt dừa. Khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Và mình mở lên mình xào với lửa nhỏ. Mình xào đến khi nào phần nhân này nó hơi dẻo lại là được nha. Thời gian xào cũng sẽ hơi lâu. Nó cũng khoảng từ 10 tới 15 phút, tùy các bạn nấu đậu á, nó cạn kỹ phần nước hay không. Nhớ là xào sên với lửa nhỏ thôi. Và mình đảo thường xuyên như vậy. Trong lúc đảo á, thì mình dùng cái phới mình dầm ra cho đậu nó nát ra luôn. Cái đậu này mình xào được hơn 10 phút rồi nè cả nhà. Mình không có xào cho nó ấy lại luôn nha. Nó chỉ hơi sánh là vậy nè, và nó còn có độ chảy như vậy là được nha. Một tí nữa nó nguội á, nó sẽ ráo lại hơn. Nếu mà mình xào kỹ quá, nó giống như mình xào nhân các loại bánh kia đó, thì khi mà nó nguội á, nó cứng, mình rất là khó làm cái này nha. Vậy là được rồi, mình tắt lửa. Một tí nữa nguội nó sẽ ráo lại hơn. Sôi sau khi mình hấp được 40 phút này cả nhà. Sôi này hấp 40 phút là nó chín. Mình cũng không cần phải đảo trong lúc hấp đâu, tại vì mình còn phải phải xào lại với nước cốt dừa nữa. Mình chỉ cần thử thấy hạt sôi nó không có hạt nếm nó không còn sực là được nha. Thì các bạn giữ trong cái nồi luôn để nó không có bị khô. Tí nữa mình sẽ đem đi xào với nước cốt dừa. Rồi mình bắt cái chảo lên bếp nấu nước cốt dừa để xào nếp luôn. Mình xào mỗi màu riêng. Mỗi màu là mà mình dùng 500 ml nước cốt dừa. Cho vào 100 g đường. Và 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Và cái này là hoa hồi hay còn gọi là tai vị đấy cả nhà, cái loại mà để nấu bò kho hoặc nấu phở đó. Mình dùng khoảng 4 tai, nhưng mà mỗi cái mình là mỗi một màu mình dùng 2 tai thôi. Và cái này các bạn nên rang cho nó thơm trước nha, mình cho vào đây để lấy mùi thơm. Mình chỉ cho vào để lấy mùi thơm thôi, một xíu nữa mình sẽ vớt ra. Mình nấu lửa vừa thôi cho nó tan đường cũng như cho cái này nó sôi lên. Để cho cái tai vị này nó ra mùi hương luôn. Nếu mà thích cái mùi này nhiều á, các bạn cũng có thể rang rang cái hoa hồi này lên, sau đó mình xay nhuyễn làm bột á, mình cho vào đây á thì cái mùi nó nhiều hơn. Nhưng mình không có thích cái mùi này nó gắt quá, nên mình cho vào để rồi một lát nữa nó ra mùi ra hương nữa, rồi mình vớt ra thôi. Mình cứ nấu với lửa nhỏ thôi, khi nó tan hết đường nha, và thấy nó sôi nhẹ lên á, các bạn có thể tắt lửa để đây một xíu cho cái hoa hồi này nó ra mùi thơm nha. Sau đó mình mới cho cái phần nếp vào mình xào. Các bạn làm cái màu nào trước cũng được hết. Mình có thể là màu lá dứa trước hoặc là màu lá cẩm trước đều được. Và cái phần xôi khi chưa làm tới thì các bạn nhớ để trong nồi luôn để nó không có bị khô. Thì mình tắt lửa rồi đó, cái này nó ra mùi thơm rồi, các bạn có thể vớt cái hoa hồi này ra bỏ luôn. Và lúc này thì mình chưa có mở lửa lên nha cả nhà, mình cho nếp vào luôn, cái xôi vào luôn. Mình xào cái màu lá cẩm trước nè. Khi mình cho xôi vào rồi mình trộn đều trước mình mới mở lửa lên. Mình lưu ý là lúc này là chưa có mở lửa nha. Khi nào mình trộn đều rồi mình mở lửa lên. Cái này nó hút nước cốt dừa rất là nhanh. Nếu mà các bạn cho vào mình trộn chưa đều mở lửa lên luôn á, thì nó sẽ cái sôi nó sẽ chỗ nhão và cái chỗ bị khô nó không có đều. Rồi khi mình trộn đều rồi mình mở lửa lên và mở lửa nhỏ thôi nha cả nhà. Tiếp tục mình xào đến khi nào mà cái phần nếp này nó ráo lại và nó lên cái màu tím, các bạn không còn thấy cái trắng của nước cốt dừa nữa là được.
mình đảo đều thường xuyên, nhưng mình cũng cũng nhẹ tay và đảo theo cái kiểu mà mình trộn từ dưới đáy mình úp lên như vậy, chứ các bạn đừng có làm mà quậy tùm lum á, nó rất là dễ nát cái xôi của mình nha. Tuy là xôi hấp rồi nhưng mà mình cho vào nước cốt dừa á, nó sẽ dễ bị nát trở lại. Cái phần mà xào nếp này á, mình cũng phải xào khoảng từ khoảng 10 phút nha cả nhà. Mình phải xào với lửa nhỏ từ từ á, khi nào thấy nó ráo là hết, nó hút hết phần nước cốt dừa là được nha. Và các bạn thấy phần nếp nó sẽ mềm dẻo rất là nhiều luôn. Rồi khi mình thấy mà nếp nó mềm dẻo vậy nè, nó rút hết nước cốt dừa vào rồi, vậy là được. Mình tắt lửa, mình đi ép vào khuôn luôn. Và với cái lượng xôi hôm nay là mình dùng hai cái khuôn, một khuôn vuông và một khuôn tròn, các bạn dùng khuôn nào cũng được nha. Nhưng mà khuôn mỗi khuôn này là khuôn tròn đường kính cũng 20 cm, mà cái khuôn vuông này là thì mỗi cạnh cũng 20 cm luôn. Cái khuôn này do nó hơi bị dính đó nên mình có lót một miếng giấy nến này, các bạn có thể lót lá chuối cũng được. Còn khuôn này thì mình không cần lót cũng được, nếu mà khuôn chống dính thì không cần lót. Mình chuẩn bị thêm một ít mè rang khoảng 50 g, mình rang vàng cho nó thơm trước. Mình rắc đều trên mỗi khuôn luôn. Xôi vị là phải có sử dụng nhiều mè nó mới ngon nha cả nhà. Rồi. Mỗi khuôn mình đều hai màu hết, nên mình chia đều ra. Một lát phần nếp vừa xào mình cũng chia mỗi bên một nửa. Phần xôi á, mình chia làm hai, sau đó mình vàng ra vậy rồi mình mới cho vào khuôn nha. Chứ mình đừng có cho vào khuôn là mới vàng á, nó sẽ bị mè nó bị chảy á, nó chạy á, nó dồn chỗ nhiều chỗ ít không có đẹp nha. Mình vàng ra trước vậy nè. Giờ mình làm trong lúc còn nóng luôn nha cả nhà, mình xào màu nào mình ép khuôn màu nấy. Sau khi mình cho vào xong các bạn vàng đều ra. Có thể dùng miếng lá chuối nè. Mình ép nó xuống và vàng đều đều sôi ra, ém nó hơi chặt tay một xíu. Rồi vậy là xong. Xíu cái phần nhân đậu xanh cũng vậy, mình chia làm đôi, mình lấy một nửa mình cho để làm nhân, để mình làm luôn cả cái khuôn tròn là mình mới làm nhà đậu xanh. Rồi sau khi mình vàng đều ra xong nè, mình sẽ cho phần nhân đậu xanh lên. Nhân đậu xanh mình cũng chia đôi như vậy nè, nhân đậu xanh mình chia đôi. Hồi nãy các bạn thấy không, mình làm nó chỉ còn hơi nhão nhão thôi, nhưng mình để nguội nó sẽ đặc, nó khô ráo lại như vậy nè. Nếu các bạn làm khô luôn như vậy mà mình mới tắt lửa thì bây giờ nó sẽ cứng, mình khó là khó làm nha. Mình cho nhân vào mình cũng vàng đều ra y vậy luôn. Mình cũng dùng cái miếng lá chuối á, lá chuối này có quét dầu rồi đó. Nó cũng không có dính lắm, mình lùa cho nó, để lùa từ từ á sẽ vàng đều ra thôi. Này mình cũng không cần làm phẳng lắm thì mình còn một lớp ở trên nữa cả nhà. Mình còn một lớp xôi lá dứa nữa, mình chỉ canh cho nó vàng cho nó đều để mình cắt khá đẹp thôi, còn cái độ phẳng thì không cần. Rồi để qua một bên, mình làm cái khuôn vuông luôn. Rồi vậy là xong, mình còn đi xào cái màu lá dứa để mình ép lên trên nữa là xong nha cả nhà. Và màu lá dứa cũng xào y chang như màu lá cẩm vậy.
phần xôi màu, phần xôi màu xanh á, sau khi mình xào xong nè, mình cũng chia đôi ra luôn, mỗi một khuôn một nửa. Giờ mình cũng vàng ra như vậy để hồi mình dễ chia, mình dễ làm cho nó đều hơn. Rồi sau khi mình cho vào xong á, mình cũng ém cho nó chặt. Cái này là cái bề cái lớp mặt bên ngoài nên mình cũng vuốt nha, cho nó láng đẹp nha cả nhà. Làm kỹ kỹ xíu. Sau khi mình chà cho nó láng đều xong vậy nè, mình rắc lên đây một lớp mè nữa. Rồi mình rắc mè xong á, mình chà nó, mình vuốt nhẹ vậy nè để cho mè nó dính chặt vào, nó không có bị rời ra nha. Rồi vậy là xong này cả nhà. Tiếp mình sẽ làm khuôn tròn luôn. Sau khi làm xong á, mình để cho nó nguội hẳn khoảng 1 đến 2 giờ á, sau đó mình sẽ lấy ra và mình cắt miếng nha. Sau khi mình ép vô khuôn á, mình để nguội, mình sẽ dễ dàng lấy ra khỏi khuôn hơn và mình cắt cái miếng nó cũng đẹp hơn nữa. Thì khi cắt á, cả nhà nên bọc cái màng bọc thực phẩm vào trong cái dao á, mình cắt đẹp hơn nha. Cái này mình đã lấy ra khỏi khuôn và mình cắt sẵn cả nhà xem này. Xôi có màu xanh lá dứa và tím lá cầm, bên trong là nhân đậu xanh kem màu vàng, là ba màu thì đẹp luôn. Xôi dẻo ngon thơm béo này, và cách làm cũng rất là đơn giản. Hôm nào cả nhà hãy làm thử món xôi này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.